Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Mình là Hoàng Kim Hưng. Và hiện tại mình đang có mặt tại địa của Anh Bình, tại khu vực Đầm Mây, Khánh Hòa. Và Anh Bình là hiện tại là vừa mới thả tôm xong. Và anh đã thả xuống ao của anh là với số lượng là 40 bàn. Và anh đã thả giống sơn tra. Và trước khi thả thì anh cũng là đã sử dụng sản phẩm là hơ cua của công ty OPS. Đây là sản phẩm hơ cua. Và anh đã đến xuống ao này là số lượng là 3 chai để giúp là cho là tôm, khi tôm mà thả xuống môi trường là ao nuôi từ trại giống thì nó sẽ giúp là ổn định gan, và nó sẽ cung cấp thêm một số là thảo dược vitamin để giúp cho tôm của chúng ta nó ổn định khi là vào môi trường ao nuôi tôm chúng ta. Và hiện tại là thảo dược này thì nó đang là có mặt trên tất cả các chi nhánh của công ty OPS ở Khánh Hòa, thì đó là ở khu vực là Tuần Văn Giá, và một cái chi nhánh nó nằm ở Tuần Lễ. Và quý anh chị các bạn nào muốn là được tư vấn và hỗ trợ sản phẩm OPS thì xin hãy là liên hệ vào số điện thoại của Hưng, đó chính là 0942 211 246 để được Hưng tư vấn miễn phí và nhiệt tình nhất. Và hẹn gặp lại và quý anh chị các bạn trong những tập sau. Xin chào và tạm biệt.